bộ phim do Viettel Media sản xuất. Quân, con vui, giao gặp. Bọn mình ở đây, các bạn có thể nhìn thấy là bọn mình có rất nhiều vịt ở đằng sau. Hôm nay bọn mình sẽ có một cái trò chơi đấy là thi chăn vịt. Hả? Nhìn ở đây ai có khả quan đã từng bắt vịt chưa? Chưa, mình chưa bắt vịt bao giờ. Bữa trước mình có tham gia bắt vịt nhưng mà không bắt được, mình toàn bắt nhầm vào chân các bạn nữ. It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. Em chưa bắt vịt bao giờ. Mít chưa biết bắt vịt. À thế à? Tại vì chưa ai bắt vịt ở đây, thế nên là bọn mình đã có một cái thử thách. Và hy vọng là mọi người hãy đón xem clip này thật nhiều nhé. Bọn mình sẽ có hai trò chơi. Trò thứ nhất sẽ là ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy có hai cái chuồng như thế này. Chúng ta sẽ chia thành hai đội để trong 10 phút đội nào mà bắt được nhiều vịt vào chuồng này hơn thì là đội ấy thắng. Thế chuồng mình là chuồng nào? Ok. Chuồng mít là bê bên này nha. Nó to thì nó sao như thế đi. Nhưng mà mình hơi thiệt thòi. Số 10, Ui. Nhìn đội này không có khả quan lắm ấy. Không, chuồng nó to dễ vào lắm. Chuồng cái tí khó vào ạ. Ừ, kém thế. To này lùa là không con nào chạy thoát được. Nhưng mà nếu mà dụ mà trong vòng 10 phút mà không vào thì chị phải tự chui vào đấy để làm vịt nhá. Để nó đầy hình. Thôi nhìn đàn vịt có vẻ rất là đang vui tươi, đang bơi lội. Và chúng ta bắt đầu luôn đi nhỉ. Mình bắt đầu luôn thôi nhỉ. Bắt đầu. Vịt ơi. Vịt ơi, vịt. Ông Hưng không bảo là đứa nào bắt được nhiều vịt ông co luôn. Vịt. Tắt ra đây, tôi chửi chúng mày. Tắt lại đừng bé yêu nhau chứ. Tao mệt lắm đấy. Tao mệt lắm, mày đứng im được không? Thề em cay con này lắm này. Mày một, ba, bốn, năm, sáu. Có sáu con ôi thôi. Ôi dồi ôi. Mình bắt được 8 con mà đúng không? Đúng rồi. Cơ. Mày bắt cái gì đây?
Em bỏ ở đây hết rồi cơ mà. Chị cũng bỏ ở đây mà. Nãy còn có tí bắt được bao nhiêu? Thủng. Này, bắt được nhiều không quan trọng. Nhưng... quan trọng là phải giữ được. Đúng rồi. Nhưng vấn đề đấy là chơi bắt mà... không giữ là mất đường tỉ. Không giữ là mất đường tỉ. Bận cái lòng của tôi đi thủng. Không biết ai bảo không dư. Ai không biết dư, không biết dư. Không, đây đang tổ chức. Ông Hưng hàng xóm tổ chức cuộc thi hả? Đúng rồi, nãy giờ tôi đếm phải đúng tầm trung to rồi. Không, không, không chờ đấy. Ông chỉ đếm số vịt trong các lồng. Đấy à. Thấy chưa? Bất công ấy. Bất công. Nhưng mà ông phải để cái lồng hả nói chứ. Ông phải để thủng một bên, ông chưa bàn ra này. Bất công rồi. Bất công rồi cháu. Ôi, không, 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 không chơi được cái này. Bây giờ chơi là phải công bằng. Đây là do cái lồng, không phải do bọn mình. Bây giờ chơi thêm một trò nữa, ok không? Chơi! Ok. Nhưng mà chúng mày bỏ bên chúng mày ra, chơi từ đầu. Ừ, chơi từ đầu. Chơi! Chơi! Bây giờ cái lồng này thủng rồi, phải dùng cái lồng kia. Ờ. Chơi cái lồng này nữa. Tức là bây giờ dùng chung cái lồng này á? Ừ. Nhưng mà chia ra kiểu gì? Từng đội cho món. Tức là bây giờ sẽ là một người bịt mắt và một người... bắt gì? Chỉ đạo. Ừ. Đấy. Ừ. Chúng ta sẽ chỉ dùng một cái lồng kia thôi. Một cái lồng kia. Ai bắt được nhiều hơn thì... ừ, vịt mắt đúng không? Các bạn thân mến, và mình sẽ là vai trò MC điều phối cho bạn Mít đi bắt vịt. Bắt đầu thôi nhờ. Bạn Mít đã nghe rõ lời mình chưa ạ? Rồi. Rồi, bạn đằng sau quay. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, cứ đi thẳng đi. Bên trái, bên trái, bên trái. Từ từ đi. Đi thẳng đi bạn ơi. Thua đi, thua đi. Rồi, đừng lại. Check sang bên tay phải, 30 độ. Rồi, đi tiếp. Rồi đi nhanh lên, đi nhanh, cứ đi nhanh lên. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn này. Chắc chắn nó không bắt được con nào. Đấy, đang nghe tiếng đàn vịt chưa? Dừng, 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 dừng. Dừng, chỗ đấy là mép rồi đấy. Rồi, quay lại đằng sau, trong góc nhá. Ba bước nữa là đến góc rồi, dưới tay. Dưới luôn, dưới luôn, dưới lưới, dưới. Con vịt kia sang trái, vịt này sang trái. Mày đi thẳng, đúng rồi. Mày sang bên này, đúng rồi, lên, lên, chạy lên, đúng rồi. Tao cổ vũ mày. Đi thẳng đi. Check sang bên trái, check sang bên trái. Check sang bên trái nữa. Đúng rồi. Rồi, đâm thẳng vào lùa nó vào góc. Con chứ thành vấn đề. Một giây thôi là em bắt phải chục con rồi. Một con. Hai bé. Ba bé nha. Bốn bé nha. Năm bé nha. Chúng ta biết là năm con rồi. Bấm giờ chưa? Ui. Đi thẳng, đi thẳng thôi. Đi thẳng thôi. Nó đừng đứng ở một góc. Đi nhẹ nhàng thôi, chúng chạy hết. Tới chưa? Bên trái, chạy. Ừ, bên trái, ừ. Ôi, thằng này giỏi nhỉ. Bên nào nhỉ? Thua đây rồi. Bắt hộ cái. Đi thả, đi kiểu gì đó. Sao anh cảm giác như kiểu đứa nào đuổi theo em ấy? Đâu chỗ nào nhiều con ấy. Đi đây vừa đi. Đâu chỗ nào nhiều. Thẳng đi, thẳng. Vui. Vui. Con vui. Giao khắc. Giao khắc. Đi thẳng, đi thẳng. Vô là con vịt hơi béo. Thẳng. Không có tiếng gì nhỉ? Đấy, nó kêu hoạn đó. Ngựa đi, thẳng đi. Đấy. Nhiều lắm. Ôi, ở đâu ấy? Mày cứ xoay ngả xoay ngả.
ướt hết rồi. Chả thấy sao nghe kia chỉ. Mày cứ nghe Huyền Hâm chỉ là gì? Cứ nghe kia chỉ là gì hết á. Không phải em nghe giọng con này con Huyền Hâm với con Huyền Heo giống nhau lắm. Huyền Hâm với con Huyền Heo. Đâu ấy? Chứ lại phẩm ý đâu ấy? Rồi, từ 4 con rồi. Hả? 4 con rồi. Bọn này cho thời gian cho tao bắt là mày ăn trộm đúng không? Thế là? Ở tân 1 bọn tao thắng. Tân 1 bọn tao thắng. Nhưng vì... quá nhiều. Nhưng vì cố gắng nên nó bị thua. Bây giờ tao đề xuất là thế này này. Đội chúng mày là 4 con đúng không? Đúng. Và phân xử nó thắng thua nó khó đúng không? Đúng. Thì bây giờ anh em mình cũng có 4 người. Anh em mình bắt anh em quay 4 con này lên. Hợp lý không? Ông Hưng có cho không? Sát sinh ấy. Trưa nay chị vừa ăn thịt vịt xong chị mồm lại kêu là sát sinh đấy. Ăn đầu, ăn mỗi năm. Chị còn bảo là chị rất thích ăn phao câu với ăn đầu. Ai ăn hết. Tóm lại cửa 1 tao thắng, cửa 2 mày thắng. Không có con nào. Thôi. Hòa được không? Hòa thì phải được cái gì Hòa? Đúng rồi. Phải phạt cái gì? Phải rút ra một cái bài học ý nghĩa là trong cái cuộc sống, như có mỗi đi bắt vịt không thì làm gì có bài học ý nghĩa nào. Theo em là sau cái buổi mà bắt vịt ngày hôm nay và nhìn thấy anh bắt vịt thì em rút ra một bài học là bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Có mỗi một đàn vịt, bạn cũng lùa đem đi để bắn cá. Ôi mày xem vừa ơi. Anh đừng nghiện nữa. Không, sau cái này em rút ra bài học đó là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Tại chị chỉ cứ tinh tanh thế nhỉ? Tại mạnh nè. Tại câu đấy là phải nói với mày. Tại chỉ em bắt vịt mà chị cứ bắt ra con voi này hả? Chị buồn cười à? Ok mọi người ạ, và clip của bọn mình đã kết thúc ở đây. Và bọn mình đã có một cái trải nghiệm khá là thú vị. Không biết là các bạn ở đây đã bao giờ đi bắt vịt không? Nhưng mà nếu mà các bạn có điều kiện có thể đi lùa vịt giống bọn mình nhá. Và các bạn mà muốn chúng mình mà nghịch thêm những cái trò nào mà nó dại hơn nữa thì các bạn hãy comment lại để cho chúng mình biết và chúng mình sẽ chơi ngay những cái trò đấy nhá. Và sau cái trò lùa vịt vừa rồi thì mọi người yêu thích đội nào thì hãy bình thì hãy bình chọn cho đội đấy nhá, ở dưới nhá. Bình chọn cho đội mình nhá. Mày về đội mày đấy. Cứ ai xinh thì bình chọn thôi. Nhớ bình chọn cho đội Hạt Tiêu nhá. Đội mình nhá. Quân về giữ nhá.